Oh shit! What the F? Ôi. Ủa gì vậy? Sao đi không được? Khoan. What the fuck? Em được không hiểu luôn, kệ mẹ đi, giờ nhiệm vụ là phải đi lại lượm cái xác. Chỗ chết chỗ nào? Ở đây hả? Shit. Thôi giờ đây là cái xác của tôi, lượm lại bớt đi mấy cha đánh không, cái con này đánh là thốn nữa nè. Snap kìa, lượm vô má nó nỉ mày uốn xỉu luôn ạ. Quá đuôi rồi, hai ở đây 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 hai đần gì đây, cầm mấy cuốn sách rồi mở lên đọc nó, đọc mấy cuốn sách đây nữa. Ô ờ, hai cái này khác nhau luôn hả, ghê thiệt. Thấy mấy màu xanh xanh vậy là biết nó có vấn đề. Chưa thấy nhiệm vụ. Mình thấy thấy có Slay Wonder Color gì kìa. Chạy. Bớt giỡn đi chú em. Bớt giận đừng giận như vậy, không vui. Gì đây, Eye of Sea, con mắt của biển. Đây là Slay Wonder Caret gì đó. Mình phải đi tìm cái thằng đó. Slay Wonder hình như là cái phòng thí nghiệm đúng không? What the F nước à? Oh my god.
sao có thể vậy được? Oh my god, bùng máu. Má nó. Mấy cha này. Trời ơi. Ở trong đây là cái ổ á, cái ổ zombie trong này. Thôi ạ, à, thôi tha cho em anh ơi. Thằng nào mà giao cho mình cái nhiệm vụ này về mình giết nó luôn chứ, hỏi nó giết boss thì sao. Đệt mở này. Nhiệm vụ hack não tao. Giao nhiệm vụ là phải dễ chứ, giao nhiệm vụ khó quá hay sao nổi. Fucking bitch. Điên. Ok. Thằng này có cuốn sách này. Final entry. Đọc nó. Biến đọc chết mẹ. Ôi ơi. Ông nội thì khe lửa đau vậy. Trời ơi. Cái ba giỡn hoài. Trời ơi đông. Oh my god. Hình như con chim nó bút máu cho mình hay gì á. Đó, nó bút máu kìa. Đúng rồi, mình mới nâng chiêu cho nó bút máu được. Đó, đúng rồi, bạn đồng hành tuyệt vời. Tự nhiên cái tiễn đường em Ngami ngon. Anh ơi, có thể nào cho em biết boss ở chỗ nào không? Em mệt quá rồi. Đã đạt mẹ. Không biết mấy cái class kia thì có skill nào liêu quái nhanh không? Chứ cái class này thấy liêu quái, thấy tởm rồi đó. Thấy bắt đầu tởm lợm rồi. Quan là ma quái, thằng nào chế ra mấy zombie này điên. Bớt điên giùm. Chim nuốt máu cho mình, mẹ khỏe quá. Trời, vậy cũng đỡ chết hơn nãy. Rồi. Đúng rồi, có boss rồi, chứ ơi. Betray gì đây. Nhiệm vụ đó. Đúng nó rồi đó.
Span. Quay. Đừng giỡn chứ anh. Cái mình mana lên. Ôi chi mà nó bút máu như mình mà nó sắp chết luôn rồi. Yên tâm anh bạn chim của tôi ơi, tôi có thể lo cho anh được. Đúng rồi, lượm đồ xanh đi, đúng rồi, cho em mạnh hơn đi anh ơi. Ok, cái quân màu xanh à, level 18 á, cái này what the tip. Ray of hand là gì? Đã biết luôn. Oh shit. Đây, gắn cái này vô. Đúng rồi. Gắn cái này vô là phải thiếu rất là nhiều. Này Magic of Hand, còn này là Ray of Hand. Không biết nhưng mà chắc vậy tính sao. Rồi giờ thì sao? Ủa, chưa được nữa kìa. Chưa được kìa anh ơi. Chưa xong nhiệm vụ này nữa. Chừng nào mới xong đi. Trời ơi, tôi tưởng là xong rồi. Ngồi thì nghỉ mệt, ai về. Quá sai lầm. Đó mới là boss. Boss trung bình thôi. Cái gì? Ba. Vừa vô ba chơi tôi luôn nghe. What the fuck? Oh my god. Trời, nó quýnh kìa. Nó quýnh dữ vậy ba. Khoan, boss nằm đâu đây? Trong đây nó rộng như dây rồi. Shit. Rồi, chắc phải cứu bớt. Chứ mà cái chiến vậy thì tới Tết năm sau tao mới diệt được con boss. Thằng nào ở trên kia bắn xuống vậy trời? Bớt ngược đãi đi nha. Rồi bắn cái nổ luôn. Có con này rồi. Nhưng mà nó cũng phải chưa phải là boss. Rồi con nó cơ bắp vậy hả? Vậy nó trái lửa xanh kìa, what the hell. Tăng cơ với tao đúng không? Bây giờ đùa với anh. Gì đây? Vừa mới chạy vô cái mày, mày lại kiếm chuyện với tao. Nhiều bút máu cho em ơi, chị cứu ơi, bút năng lượng lắm được. Trauma
rồi, cái gì đây? Con người nữa hả? Khoan, nhiệm vụ nữa kìa. Đó đúng rồi, chui vô ba kẹt cửa này nè, dễ thủ. Hết chỗ luôn rồi, up lên vào 18 luôn kìa. Rồi bơm lửa đó lên, bơm lửa đó gì giúp dồn đam nhiều hơn. Chết chưa? Chết luôn hả? Thế thôi. My inventory is full. Gì đây? Quá mệt mỏi. Ở cái này là cái gì đây? Soma Magic Amulet hả? Hai cái quần này thấy xịn quá. Cái quần này thì được cấp 18, ngon. Cái cây này bán bớt. Nó xài. Bốn sáu năm mươi amo. Này spirit chắc là không có nâng tới đó thôi. Muốn có cái này nó mạnh thì siêu để lại để gắn vô đây. Mà chừng nào mới đủ 200 cái đó. Mẹ mà. Đi vô tôi cất cái đồ trong rương cái coi. What the hell? Gắn cái này vô bộ mạnh hơn. Còn cái này xịn nè. Cái này cũng xịn nè. Quần thì mặc vô được rồi. Rồi để gắn cái này vô nè. Dao này xuống bán luôn ta. Cái này là cái gì đây? What the F? Cool. Nice. Ô này là cái gì? Tặng cái gì đây? Physical damage. Nice. Oh my god. Tuyệt vời. Rồi hết năng lượng rồi. À là chỉ mỗi thứ để ép được nhiêu đó thôi hả? Khá. Giờ biết gì trước đi. Con này sắp xếp lại. Con xe này sắp xếp lại. Ok. Giờ này mới biết. Giờ này tóm lại là vô đây không có được, mới ghê đi nè. Chả hiểu luôn. Ok, quay lại chỗ nãy đây. Cái súng cộng 44 đam. Này, đồ này cái áo này của bắp, không gì không gì. Sao có cái gì đó mà nó phình nãy giờ tôi nghe thuộc mình rồi. Cái quần xanh vô được nè. Ủa quần xịn không? Thôi. Quá trời. Ok. Bây giờ tôi vô. Thử gắn cái này vô nha.
Đó, súng nè, tầm mấy? Quá nổ, quá súng xịn quá. Coi lại đó nha. Ui, nó ít ít dòng hơn cái này đi. Cái này bắn 200 mấy à, mà nó nhanh hơn. Cái áo xanh đó, đâu nguyên set xanh rồi đó. 56 armor, 58, nhưng mà nó spirit gì ta, 300 gì cái mẹ đi. Ôi tôi giờ bị vàng đó, vậy mới được, vậy mới được chứ. Ok. À, giờ có nguyên set đồ xịn hơn hồi nãy rồi. Này để làm gì đây? Thấy nó không an toàn rồi nha. Đây. Nãy giờ tao kiếm mày nãy giờ đó, thằng khốn nạn à. What the hell? Gì vậy? Ra. Đi cái cha. Đi cái cha. Đi cái cha. Đúng ra. Rồi. Không, mình có con chi bút máu, không ngán mày đâu. Ba trăm mấy đó, đúng rồi, súng này nó mạnh hơn. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nha. Chị bút máu tôi đi chim ơi. What the hell? Đặt mở. Gì ba sao ba nhây vậy? Sao ba nhây vậy? Sao nhây vậy hả? Trời, nó đập kìa. Ghê quá. Trời. Chim đâu? Chim đâu có máu cho anh? Chim. Đừng để nó giết anh. Đừng để nó giết anh ở đây. Đừng để nó giết tao. Quê. Đừng một máu. Đừng để nó giết tao. Đừng để nó giết tao. Đừng để. Ôi. Địch mọi choáng rồi.
choáng, chậm rồi, làm chậm rồi, làm chậm rồi. Đi. Đi. Né. À, biết kêu rồi rồi. Ôi. Trời. Giỡn mà. Gọi chim ra. Chim nó chết lẹ quá, chim bị boss đánh chết lẹ quá. Dám chơi anh hả mày? Thứ mày. Sâu mà làm ok nó cũng xịn hơn cái nãy. À, amulet này là nó có gì nè, Athena gì, Total Speed, cái quần y chang nhưng mà nó khác đó, cái là mấy cái ở dưới thôi, cái nón rồi, cái nón spirit phải 200 mấy, nó dành cho pháp sư rồi, thôi thua. Còn gì đây? Control lực. Wow, anh nói là trận chiến dai dẳng, mệt mỏi. Thật sự vậy đó. Report, ok, vậy nói chuyện với ông kia. Súng này thì nó cũng kinh đó. Đâu, cái nào, cái này phải không? Fire Dam, cái này. Buckle Dam, cái gì? Cái này là gì? Cool Dam. Cũng đam đúng không? Hết, đã hết, bỏ vô được rồi. Đồ phai đam. Ôi, mỗi lần mới thứ con cái thôi. Da 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 da. Hi da. Có cái gì màu xanh, cho cái nhẫn đó, cái nhẫn. Ồ, cái này là cái gì? Khương Ninh, ok, cộng cái nhẫn vô. Đúng rồi. Đó. Vậy mới được, khỏe như mới được. Cái này là cái gì vậy? Đây 300 kinh nghiệm, quá tuyệt vời. Rồi, giờ mình về, bấm chữ L. Bom ở trên đây nè. Wow. King. Is it finished? The Warriors' yeah. Defeat is a great victory for us, nay, for all of humankind. But so you must be high before we do what. Oh. Cái này chưa làm gì được. Giờ sau này nó vô hết được rồi. Rồi, mình xin chấm dứt cái video này đây. Mọi người nhớ thích, nhớ like, subscribe, đăng ký channel của mình. Cảm ơn các bạn.